Và thưa quý vị, thì tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị nữ nghệ sĩ Hoài Tâm với 6 câu đại oán. Tay nâng giảm áo, tay nâu lệ, bước đến tìm ta những ngập ngừng. Tay áo bạc màu che nửa mặt, già làm mà nước mắt rưng rưng. Đó là tâm sự não nùng của làng Đỗ Thị, đạp tuyết dầm sương buôn ba đất khách, muôn dặm tìm chồng. Xin quý vị một tràng pháo tay để tiếp đón nữ nghệ sĩ Hoài Tâm. Oh.
xin cảm ơn.